Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Những vấn đề cử tri quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là năm 2021 khép lại, đánh dấu một năm đầy ắp những biến động, thách thức do dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc tích cực chủ động của các cấp các ngành, tinh thần đoàn kết của cử tri và nhân dân toàn tỉnh, Ninh Bình đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và gặt hái được những kết quả đáng phấn khởi. Đặc biệt trong năm, nhiều ý kiến kiến nghị đã được quan tâm giải quyết thỏa đáng, đáp ứng mong đợi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cử tri và nhân dân. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới trong chuyên mục hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Theo thống kê của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trước kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, ngày 29 tháng 7 năm 2021, cử tri trong tỉnh đã kiến nghị 40 nội dung liên quan đến các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông đất đai, xây dựng nông thôn mới, tài nguyên, môi trường, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, chính sách xã hội, nội vụ. Với tinh thần trách nhiệm cao, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổng hợp và chuyển các kiến nghị của cử tri đến Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết và chỉ đạo các sở ngành cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Năm 2021, công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ được thực hiện theo quy định. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả, kết hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại các cuộc tiếp xúc, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử để cử tri theo dõi giám sát. Các ý kiến kiến nghị hợp pháp chính đáng của cử tri được tiếp thu tổng hợp đầy đủ, gửi các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tích cực đôn đốc theo dõi việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức và công dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản giao thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng tiếp thu giải quyết cơ bản 28 nội dung mà cử tri kiến nghị. Theo đó, cử tri xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp kiến nghị tình trạng xe chở đất đá, vật liệu xây dựng thường xuyên làm rơi ra đường, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt giao thông của người dân. Trước kiến nghị của cử tri, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Điệp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng. Theo đó, ngành chức năng đã tổ chức ký cam kết đối với 15 doanh nghiệp khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, 55 lái xe vận tải và 22 hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố, đồng thời xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm. Về phía cấp ủy, chính quyền xã Yên Sơn đã tổ chức hội nghị để nhân dân đối thoại với doanh nghiệp vận tải, thống nhất cam kết có biện pháp giữ vệ sinh môi trường và hỗ trợ kinh phí cho người dân thực hiện các biện pháp trước mắt như quét dọn, phun nước để giảm thiểu ô nhiễm. Chúng tôi cũng đã làm việc với các doanh nghiệp là mở các cái tuyến đường nội bộ, giảm bớt cái đối nấu ra tuyến đường 12B và làm việc với các cái doanh nghiệp về cái công tác vệ sinh môi trường, ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường không ảnh hưởng cho nhân dân trong địa phương. Thì bước đầu thì cho đến thời điểm hiện tại thì cũng đã có nhiều cái chuyển biến tích cực. Các cái doanh nghiệp, các cái mỏ đất trên địa bàn về công tác vệ sinh môi trường, công tác vận chuyển đất đá trên địa bàn, tránh cái việc mà xe vận chuyển quá tải chạy trên tuyến quốc lộ 12B. Kết quả đến nay đã cơ bản khắc phục được tình trạng xe chở vật liệu lưu thông và gây ô nhiễm môi trường trên tuyến quốc lộ 12B. Tuyến đường đã thông thoáng, sạch đẹp, đảm bảo giao thông thuận lợi. Ngày 28 tháng 12 vừa qua, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân xã Yên Sơn khóa 9 nhiệm kỳ 2021-2026, nội dung này đã được thông báo đến toàn thể cử tri và nhân dân trong xã và nhận được sự ghi nhận đánh giá cao. Sau rất nhiều năm về công tác môi trường thì đến nay kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân xã Yên Sơn cũng ghi nhận và nhân dân cũng đồng tình nhất trí với cái việc là xử lý môi trường của cái đường 12B. Cử tri cũng cảm ơn các cấp các ngành cũng đã giảm tải được cái việc là vệ sinh môi trường. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là kiến nghị, đề nghị các cấp các ngành gặp gỡ các doanh nghiệp để có cái cam kết thực hiện tốt đảm bảo môi trường cho địa phương. Đối với tuyến đường Trần Quang Khải, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, từ giữa năm 2021 trở về trước luôn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trời mưa thì lầy lội do có nhiều ổ voi ổ gà, trời nắng thì bụi do phần lớn là đường đất đá cấp phối. Đây là những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi đã ghi lại trong các năm 2019-2020 tại chính con đường này. Cháu đi ở đây
rất là khổ sở vì ở đây có nhiều đá và ổ gà, cháu đi nó rất là sốc. Chúng tôi đã bù phụ rất nhiều lần rồi, nhưng mà trời mưa đến là nó như một cái ao vậy. Trước kia là ổ voi, ổ chuột xong các cụ làm, nhưng mà chỗ này là các cụ làm nó thiếu nhựa đường. Xong nó lốc hết lên, đá lổm nhổm, rất nhiều ổ voi, ổ chuột, ổ gà. Nói chung là như cái nia, cái nong một cơ, cái hố cơ chứ không phải là bé đâu. Qua bao nhiêu năm mưa gió rồi xệ đường là dân chúng tôi đã bồi hoàn thêm những cái đất cát nó vào là nó mới được như thế này. Trước những kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình đã huy động các nguồn lực để nâng cấp đường. Tới nay, tuyến đường đã được đầu tư xây mới điểm đầu nối từ đường Nguyễn Công Trứ, điểm cuối giáp nối đường Trần Nhân Tông, chiều dài 3,1 km, tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân phường Ninh Sơn đã tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng để tuyến đường thi công đảm bảo tiến độ. Sau khi tiếp nhận nghị quyết thì phường được phân công nhiệm vụ tham gia công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Thì chính quyền địa phương cũng xác định là đây là cái nhiệm vụ cũng trọng tâm của năm và cũng nhiệm vụ trọng tâm trong cái nhiệm kỳ. Trên cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm như vậy thì cũng đã triển khai ra nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, rồi kế hoạch của Ủy ban phường, từng phần việc, nội dung công việc cụ thể để tổ chức thực hiện. Và trên cơ sở đó thì phân công cho các tổ công tác bám sát các cái địa bàn được phụ trách để thực hiện vận động bà con giải phóng mặt bằng. Ngoài việc nâng cấp con đường, các hạng mục phụ trợ như lát vỉa hè, trồng cây xanh, xây dựng cống thoát nước, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, tới nay đã cơ bản hoàn thiện. Tuyến đường mới khang trang, kiên cố cũng đã góp phần thay đổi kiến trúc, cảnh quan cho phường Ninh Sơn, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương, buôn bán. Con đường này dẫn vào hai tuyến đường, một là trường cấp 1, hai nữa là con đường của trường mầm non, là một trong những trường điểm quốc gia. Cho nên là nay có con đường này thì nó lại tôn thêm cái vẻ đẹp của khu dân cư cũng như là các trường học. Nhân dân đến đón các cháu rất phấn khởi và cũng đang tập trung ra quân dọn vệ sinh môi trường, cũng chỉnh trang lại để đón xuân mới. Nhân dân là rất đồng thuận và cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp. Những ngày cuối năm 2021, khi về với xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, mới thấy rõ được sự thay đổi của một vùng quê nông thôn mới. Đặc biệt trong năm, nhiều công trình được xây dựng mới như trường học, đường giao thông, trạm y tế. Có được kết quả này chính là việc chính quyền địa phương đã tích cực trong việc tham gia, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ cơ sở. Trước đây, trạm y tế xã Hồi Ninh luôn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Do không đảm bảo an toàn nên người dân ít khi đến thăm khám tại trạm. Từ những tâm tư, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã lên phương án xây dựng và sửa chữa trạm y tế xã với diện tích 2.000 m2, tổng vốn đầu tư là gần 10 tỷ đồng, bao gồm đầy đủ nhà làm việc, phòng chức năng, nhà ăn, khuôn viên, nguồn vốn từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất và một phần hỗ trợ của cấp trên. Từ khi có cơ sở mới, đội ngũ y bác sĩ được làm việc trong môi trường an toàn, hiệu quả công việc từ đó cũng từng bước được nâng cao. Cán bộ nhân viên cũng đã được sang một cái nhà mới yên tâm làm việc, cơ sở đảm bảo. Hai là người dân đến cũng rất là phấn khởi khi ở đến cái khám chữa bệnh tại cái cơ sở mới để chúng tôi hoạt động tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, và đặc biệt trong cái thời gian tới thì công tác phòng chống dịch Covid-19 để cùng với nhân dân xã cũng như là hệ thống chính trị, các ngành, các cấp làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong năm tiếp theo. Đối với tiêu chí giao thông cũng đang được địa phương đẩy nhanh tiến độ, trong đó có xây dựng tuyến đường trục Tuân Hóa thuộc xóm 4. Trước đây là đường đất nhỏ hẹp xây dựng từ năm 1999, trước kiến nghị của cử tri về tình trạng xuống cấp của con đường. Đến tháng 9 vừa qua, Ủy ban nhân dân xã Hồi Ninh đã có quyết định đầu tư nâng cấp tuyến đường với chiều dài gần 2 km, tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, việc đầu tư xây dựng tuyến đường đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và phát triển kinh tế. Con đường trước đây thì của xóm 4 Tuân Hóa này thì nó rất là nhỏ và hẹp, bởi vì là con đường này cũng nhân dân đi lại là nó rất là khó khăn. Và các cấp chính quyền đã quan tâm và đã giúp cho nhân dân trong xóm, nhất là xóm 4 Tuân Hóa này, nhân dân rất là phấn khởi. Và trong khi là công trình làm thì nói chung là bà con nhân dân cũng rất là nhiệt tình ủng hộ giải phóng mặt bằng, giao cho doanh nghiệp mà ta làm. Thì hiện nay cũng thấy là con đường cũng đã hoàn thành được một nửa rồi, còn một nửa nữa thì cũng đang tiếp tục, đến cuối năm đang tiếp tục hoàn thành. Dân là rất vui mừng và rất là cảm ơn đó là Đảng rồi chính quyền và các cấp là đã ủng hộ cho nhân dân chúng tôi
có một cái nơi đi lại nó thông thoáng và thoải mái. Từ đó là coi như là tạo cái điều kiện nó phát triển kinh tế của địa phương, rồi của nhân dân trong xóm, và nhất là cái nhân dân mà làm công tác nông nghiệp mà bây giờ là coi như đường là đi lại nó thoáng thoải mái như thế này thì cái vận chuyển nó cũng nó thuận lợi và nó nhàn hạ hơn rất là nhiều. Với việc quyết liệt giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, Hội Ninh cũng đã cơ bản hoàn thành những tiêu chí khó, đòi hỏi nhiều kinh phí trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả đến nay, xã đã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với cái sự cố gắng của cấp ủy Đảng, của chính quyền, của Đảng bộ và cái sự đồng thuận của nhân dân thì đến nay là Hội Ninh đã hoàn thành 20 trên 20 tiêu chí về đích nông thôn mới. 20 tiêu chí đã đạt thì đặc biệt là cái tiêu chí số 20 đánh giá cái sự hài lòng của người dân là đạt được cái tỷ lệ là 99,97%. Như vậy thì đã đáp ứng, cơ bản đã đáp ứng được cái yêu cầu, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong xã. Đã qua rất nhiều năm có những cái đề xuất kiến nghị, đặc biệt là các cái công trình như đường, trường, trạm là hiện nay chúng tôi đã cơ bản đi vào hoàn thiện. Ngày 23 tháng 12 năm 2021, đoàn của tỉnh đã về kiểm tra, đánh giá, thẩm định và đề nghị là ban chỉ đạo của tỉnh công nhận xã Hội Ninh đạt chuẩn nông thôn mới. Từ những kết quả giải quyết các nội dung kiến nghị đã cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần vào những thành công chung của cả tỉnh trong năm 2021, tạo tiền đề để Ninh Bình bước sang năm 2022 với nhiều thành công và thắng lợi mới. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Những vấn đề cử tri quan tâm đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc cử tri và nhân dân trong tỉnh bước sang năm 2022 với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại!